đầy nội thương trước những khoảnh khắc hài hước nhất quả đất. Cô gái áo đỏ chứng tỏ mình thật là xinh, bước đi nhẹ nhàng như một cơn gió, đến khúc quan trọng bắt thí. Ôi con sông quê, chị gái lúc này kiểu ngã đâu không ngã, lại ngã đúng mặt cờ rớt mới cay chứ. Chắc là tim đập chân run đi không vững chứ gì, tôi biết ngay mà. Khi ai đó bảo tôi nhạt nhẽo và trầm tính, thế là tôi nghĩ ra trò này đảm bảo mặn mòi. Yo yo yo. Sao lại không gáy, dậy gáy đi chứ. Chu choa, nó thốn tận não nhá. Giờ bạn bè mới biết trong cánh nhà của nó thiệt là thâm 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 thâm. Chùm cuối là pha lên dốc hết sức là cồng cành. Mới lên con xíu mà nghỉ giải lao rồi. Vừa rồi ở phía cô đơn, để chờ ai nói nên câu. Tới ga tới số mà không hiểu sao nó cứ giật lùi giật lùi. Anh chàng lúc này kiểu pha này về sắm con ngựa chiến mới thôi, chứ tao cũng chịu hết nổi bài rồi đấy, ngang như cua. Đến lượt chị gái áo hồng trông thật là lồng bồng, và chị còn có thêm cái tính rất là lông ngông nữa chứ. Wow, báo quá à nha. Con gái có lứa nghịch vậy là mấy anh con trai chạy mất dép đấy. Tém tém cái nét lại.